Xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn, chào mừng quý anh chị bạn đến với channel của thiết bị thí nghiệm công ty trách nhiệm thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay công ty mình xin phép được trên tay cho các bạn cái máy đo lực kéo đẩy của hãng Amitari, model là FG104. Thì cái loại này có cái thang lực là 100 kg. Đó, thì được đóng gói trong một cái hộp như thế này. Khi các bạn nhập khẩu về thì nó sẽ đóng gói trong một hộp nhựa, một cái vali nhựa này để chúng ta có thể di chuyển ở tất cả mọi nơi nó được ok hơn. Rồi, phía bên trong thì đây là cái khóa mà chúng ta sẽ mở ra. Bên trong nó sẽ bao gồm tất cả các cái thứ trong này. Thứ nhất là về cái máy của chúng ta, đây là cái máy chính. Nó thuộc cái dòng mà FG104, sạc đây là 100 kg, cái sức đo của nó đó. Với thiết kế hai cái màn hình như thế này. Đó, rất là ok. Và ở cái dạng này thì là những cái dạng móc khóa, các bộ phụ kiện thì nó sẽ bao gồm nếu đo lực đẩy thì nó sẽ gồm cái đầu bằng này. Đó, bao gồm cái đầu bằng rất là ok như thế này. Rồi, và các cái đầu khối hình chóp này, hình tù này và hình oval. Kèm theo đấy là hai cái móc để chúng ta có thể móc kéo đẩy những cái vật dụng mà chúng ta muốn. Đó, thì cái sản phẩm này nó thuộc dạng là kỹ thuật số. Nó là một cái loại dụng cụ đa chức năng, đơn giản và tiện lợi để kiểm tra các cái lực đẩy và cái lực kéo có độ chính xác cao. Nó có cái phần cứng để sử dụng cho các cái việc đo lực của chúng ta được ok cũng như là an toàn nhất khi chúng ta sử dụng cái máy đo lực kéo đẩy này. Và cái sản phẩm này thì chúng ta được sử dụng rộng rãi trong các cái lĩnh vực như là điện tử này, hay là các cái phần xây dựng hoặc là dệt may hoặc là phụ tùng cho ô tô, thiết bị đánh lửa như bật lửa này, thiết bị báo cháy, và các cái ngành như sản xuất hóa chất này, máy công nghiệp đối với các cái thử tải và kiểm tra. Đây nó có độ phân giải cao, cái thang đo của nó đây là 100 kg. Đó, rất là đẹp như thế này. Và phía bên dưới là nó bao gồm cho chúng ta một cái sách hướng dẫn sử dụng, thì trong này nó hiển thị hết cho chúng ta tất cả các cái thứ có thể hiển thị trong này. Đó, thì mình sẽ nói sơ qua về cái thông số các bạn cần quan tâm. Thì cái model này nó có nhiều loại như FG100K này, 1K, 2K, 5K và 10K, 20K, 50K và 100K. Đó, thì nó có 7 loại như thế này để chúng ta có thể chọn lựa. Đây là cái cách hướng dẫn sử dụng. Thì các bạn chú ý coi cái video hướng dẫn sử dụng của channel thiết bị thí nghiệm. Đó, thì đây là cái khu vực màn hình. Đây là khu vực màn hình hiển thị hai cái lực ở hai đầu, cái điểm tiếp xúc để chúng ta gắn các cái lực này. Đó, ở hai đầu. Phía sau này là pin cũng như là kèm theo số seri. Trên này nó bao gồm các cái phím bấm để chúng ta có thể sử dụng. Thì cái này cầm nắm rất là đơn giản, cũng như là nó có đầm tay thì nó dễ di chuyển, và cái hành trình đo của nó thì nó chính xác, nó tương đương với cái hãng như Amada của Nhật Bản, với giá thành chỉ bằng một nửa thôi. Rồi, cái máy này thì nó có sử dụng cái nguồn pin, nguồn sử dụng là bằng pin các bạn, pin 6V ADC. Cái độ chính xác của nó là cộng trừ 0,5% FS trên 1 digit. Nó có cái khả năng giữ cái điểm cao nhất cho chúng ta, cũng như là các cái chế độ đo khác đều có trên cái màn hình này. Và nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua cái máy đo kiểm tra lực kéo đẩy của hãng Amitari model FG104, tùy theo cái thang đo, các bạn hãy truy cập website khangkien.com.vn hoặc là máy đo thí nghiệm.com.vn, cũng như là liên hệ hotline 0936620757. Chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp đến quý anh chị bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ở cái video hướng dẫn sử dụng cái sản phẩm này.